Nghị lực sống trước đây xuất phát bắt đầu từ đào tạo công nghệ thông tin cho người khuyết tật, và trong cái quá trình mà đào tạo thì chúng tôi cảm thấy rằng các bạn ấy cần có thêm được bổ sung nhiều những cái kỹ năng và kiến thức hơn nữa. Do đó mà chúng tôi nghĩ đến việc là xây dựng một cái thư viện để cho các bạn ấy có một cái môi trường bổ sung thêm những cái kỹ năng ngoài giờ học, đặc biệt là những kiến thức về ngoại ngữ hay là những cái kiến thức bổ trợ cho các cái kỹ năng sống của các bạn cho hàng ngày. Chúng tôi muốn các bạn có thêm một cái môi trường đọc, và đồng thời chúng tôi cũng muốn là tạo cho các bạn có một cái cơ hội cùng với cộng đồng lan tỏa cái văn hóa đọc ở Việt Nam. Trung tâm nâng cao năng lực cho người khuyết tật Nghị lực sống, hay còn gọi là Trung tâm Nghị lực sống, vốn được biết tới là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ hòa nhập toàn diện cho người khuyết tật thông qua đào tạo nghề, công nghệ thông tin miễn phí và các kỹ năng sống, từ đó giúp người khuyết tật tự tin hơn, dễ dàng hòa nhập hơn với cộng đồng và tự tạo dựng cuộc sống. Với mong muốn hướng tới một cộng đồng không rào cản, nơi người khuyết tật có cơ hội bình đẳng, hòa nhập trong thế giới lao động và xã hội nói chung, Nghị lực sống đã giúp hàng nghìn người khuyết tật được đào tạo, học nghề và tìm được công việc với mức lương trung bình ngay sau khi tốt nghiệp. Không chỉ dừng lại tại đó, trung tâm này còn mở ra một mô hình mới, mô hình thư viện dành cho người khuyết tật. Thật sự là những cái thư viện để mà có những cái điều kiện hỗ trợ tiếp cận cho người khuyết tật ở Việt Nam thì mình chưa thấy có. Và ở đây thì bọn mình cũng phải xây dựng cái môi trường, cái nơi mà đọc cho các bạn, cũng phải tiếp cận cho các bạn, đặc biệt là những bạn xe lăn, những bạn mà không có đủ cái chiều cao hay là có đủ những cái điều kiện để ngồi đọc trong một cái môi trường thư viện. Để có được một không gian riêng ấm cúng dành riêng cho những bạn trẻ là người khuyết tật ở đây, thư viện này đã được xây dựng theo hình thức xã hội hóa. Hàng nghìn đầu sách từ các nơi gửi về ủng hộ sẽ được phân loại, sắp xếp theo chủ đề, chủ điểm, giúp các học viên dễ dàng tìm kiếm và sử dụng. Và không chỉ tạo ra một môi trường thúc đẩy văn hóa đọc cho các học viên khuyết tật, thư viện nhỏ này còn là nơi để các bạn học viên có thể chia sẻ, tâm tình và trao đổi những thông tin thường nhật. Bình thường thì ở quê chúng tôi ít có điều kiện để tiếp xúc với lại sách vở. Đến đây trung tâm thì có cái thư viện thì có nhiều sách vở tham quan, tìm hiểu thêm. Mà tới đây được hòa nhập với lại các bạn cùng gánh ngộ với lại những người còn kém may mắn hơn mình thì mình cảm thấy tự tin hơn. Đối với những người kém may mắn, những người khuyết tật thì việc mà có những tủ sách như thế này thì giúp cho các bạn ấy có thể là trao dồi kiến thức hơn, có thể tìm hiểu được nhiều những mảng kiến thức rồi đề tài rồi về sách vở cũng như là thông tin hơn. Thì có một tủ sách như thế này thực sự là một cái điều gì đấy nó rất chi là cần thiết, cũng như là các bạn ấy cũng có thể là tập trung lại và đọc sách thay vì tới những thuê sách hay là những cái cửa hàng mình thuê ấy, thì mình có thể tới đây thì xem ở đây cũng có thể giao lưu với nhau, trao đổi được nhiều kinh nghiệm hơn. Trong cái thời đại mà công nghệ thông tin phát triển bùng nổ thì là tất cả các bạn trẻ, không chỉ những người khuyết tật, ai cũng sử dụng những cái thiết bị điện thoại rồi là máy tính, cho nên là rất ít người có cái thói quen gọi là đọc sách. Cho nên khi mà có một cái thư viện sách mà nó lại là ở ngay tại trung tâm của người khuyết tật và cho những người khuyết tật đấy lập nên thì là sẽ tạo điều kiện rất là tốt để cho nhiều bạn khuyết tật có thể tiếp cận được cái tủ sách đấy và được đọc và được chia sẻ những cái thông tin hữu ích. Cũng như tất cả những người không khuyết tật khác, người khuyết tật cũng có nhu cầu được học tập, nghiên cứu, góp phần sức lực dù là nhỏ bé của mình cho cộng đồng, xã hội. Và đọc sách, lan tỏa tinh thần đọc sách tới cộng đồng rộng lớn cũng là điều mong mỏi của những người đã chung tay góp sức làm nên thư viện này.